Đình Phú Long xưa gọi là Phú Long Linh Miếu, nằm bên dòng sông Sài Gòn thơ mộng thuộc phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An. Đặc điểm nổi bật và chính điều này đã đưa đình Phú Long trở thành ngôi đình duy nhất được xếp hạng di tích về mặt kiến trúc, nghệ thuật, chính là nghệ thuật ghép tranh gốm được trang trí toàn bộ ở mặt tiền đình. Đình có kiến trúc kiểu chữ tam, ba nếp song song với nhau, theo lối trùng thềm điệp ốc. Mái chồng lên nhau, nhà nối liền nhà, lợp ngói âm dương. Ngôi chánh điện gồm tiền điện, trung điện và hậu điện. Ngoài ra ngôi chánh điện còn có nhà võ ca là nơi đoàn hát bội trình diễn tuồng tích phục vụ thần trong các ngày lễ hội. Khác biệt quan trọng của đình Phú Long đó chính là nghệ thuật ghép tranh bằng gốm sứ mà cho đến hiện nay vẫn được trùng tu bảo tồn hầu như nguyên vẹn. Toàn bộ mặt tiền chính, mặt tiền hai đầu hồi đình được trang trí bằng những mảnh gốm đầy màu sắc, tạo thành nhiều đề tài dân gian truyền thống. Trên nóc mái nhà là đề tài lưỡng long tranh châu với hai con rồng bằng gốm sứ quấy đuôi vào nhau, ở giữa là trái châu bằng gốm. Trên mái trung điện, hai đầu hồi cùng là nhà Đông Lang cũng được đắp cẩn bằng gốm sứ những vân linh vật quen thuộc rất có ý nghĩa như long, lân, quy, phụng cùng một vài bảo vật ghi dấu ấn của đạo giáo. Đặc biệt ở khoảng giữa trung điện và chánh điện có một bao lan được ghép bằng mảnh gốm sứ men màu xanh thể hiện tứ linh, long, lân, quy, phụng, bát tiên, cá hóa rồng, vân vân. Có thể thấy tranh ghép gốm sứ ở đình Phú Long là sản phẩm sáng tạo từ bàn tay, khối óc của người Lái Thiêu và nguyên vật liệu là những mảnh gốm cũng được sản sinh từ vùng đất Lái Thiêu này. Trải qua hơn 100 năm, các mảnh ghép nơi đây vẫn bóng màu đen như kể về bàn tay tài hoa của người thợ và lưu dấu một nghề thủ công truyền thống nổi tiếng của đất Lái Thiêu, nghề gốm sứ. Đình Thần là nơi thờ thánh Hoàng Bổn Cảnh đã được vua Tự Đức sắc phong vào năm 1853. Ngoài ra đình Phú Long còn phối thờ Ngũ Hành Nương Nương, Thần Nông, Ông Hổ. Có thể nói đình Phú Long chính là nơi sinh hoạt văn hóa tâm linh, là nơi gửi gắm những cầu mong ước vọng của người dân trong vùng. Về cấu trúc thì coi như toàn bộ hoa văn rồi các cái đều cổ kính, thì coi như đây là cái đình là cổ kính nhất hồi nào giờ, hoa văn toàn bộ các cái đều từ ngày xưa tới giờ. Những cái nào mà những cái ghế thờ rồi thì mấy cái trường hợp nào mà hư hỏng chỉ giảm giá phục chế là thôi chứ không có thay đổi cơ cấu. Ở giữa là bên đây là Đông Lan. Dạ. Còn cái bên tây là bên ngoài sông là Tây Lan. Còn ở giữa là đường vô chánh điện. Tiền sảnh thì vô trung điện mới vô chánh điện trong. Cũng là cái cửa thì ở trước một tiện đối là không được mở, chỉ mở ngày dỗ ông là mở để cúng khai môn mới mở. Cúng khai môn có nghĩa là toàn bộ các ban hộ tề đồ hợp lợi để mà triển khai lễ cúng học trò lễ rồi cúng bái cho nghiêm chỉnh đàng hoàng mới yết heo cúng túc yết rồi mới mở thêm yết heo mới mở cái mất khai môn. Lễ thì lấy theo lễ thường thì tam quân tứ quý thì ba cái rằm lớn như rằm tháng giêng rồi rằm tháng bảy rằm tháng mười là ba rằm đó là cúng thường năm. Còn cái ngày dỗ ông thì ngày 17 đến ngày 18. Còn năm nay đâu có hát là đi thi thêm một ngày 19 nữa. Là cái ngày 17, trong ngày 17 là con cái là sáng mơ á. Nếu mà nói về cuộc lễ sáng mơ là 6 giờ sáng khai môn rồi. 6 giờ sáng yết heo là cúng khai môn rồi nó mới được mở cửa đó. Cúng khai môn xong đàng hoàng mới bắt đầu đi thỉnh kiệu lên cúng khai môn rồi bắt đầu mới đi đem kiệu với tấm chiên nào đi đặng xuống thỉnh sắc rồi nghinh sắc luôn là xuống nhà trưởng ban với ông giờ cái sắc thần ông giữ dưới nó rồi xuống dưới thỉnh rồi đi nghinh sắc rồi mới quay về đây làm lễ kêu an vị xong rồi sáu giờ chiều là cúng cầu an, 6 giờ chiều ngày 17 cúng cầu an rồi khuya 12 giờ ngày 17 là cúng giờ cúng chánh với heo cúng chánh.
Rồi qua ngày sau cũng vẫn cúng, nhưng mà đó là cúng là ngày 18 á, sáng 18, 6 giờ sáng ngày 18 là khách hành hương đến để dâng hương. Còn những năm hát như năm nay có hát là sang tới ngày 19, tới ngày 3 giờ ngày 19 mới bế mạc, có nghĩa là tới ngày Tánh Phong, xưa mà kêu Tống Long Châu á, là đưa thiền ông đi. Táo thì toàn bộ những cái cấu trúc hoa văn đó là từ ngày xưa giờ, nghệ nhân ngày xưa họ đắp rất kiên cố, những kiểu ngày xưa họ đắp không mà hơn nữa biết bao nhiêu năm, mà mấy cái gần 200-300 năm rồi mà nó vẫn nguyên vẹn. Như mình đây giờ keo cũ rồi vậy chứ 100 năm là nó xuống cấp rớt liền. Còn hồi xưa cái chất liệu họ làm đơn giản mà nó lại rất chắc. Rồi bột u dước á, bằng cây u dước. Rồi mặt đường nó rồi họ kết cấu lại, họ làm bữa để họ tô két. Trang trí bên ngoài cũng vẫn đắp biển kiểu như thường đó, toàn bộ đắp biển kiểu hết, toàn bộ hoa văn ở bên ngoài tiền cảnh này là toàn